Hai chào mọi người, em có cái cặp máy cưa này em bán nha mọi người. À, nghe kỹ cái video nha. Nghe kỹ video và xem kỹ video nha mọi người. Đầu tiên cái này là G550 nha, G550. Thì em mở bô cho mọi người xem piston ha. Ui mọi người, chiêm ngưỡng cái piston trắng sáng nha mọi người. À, chiêm ngưỡng cái piston trắng sáng. Khỏi chơi vậy luôn. Tuyệt vời. Tuyệt vời nhau mà chơi nha. Đây cái nắp bô của nó đây. Nắp bô của nó. Do tại vì sao em lại mở cái bô mà em mở cái chập giật, tại vì cái chập giật nó tuột cái con chó mọi người, tuột cái dây à, nó mất cái lò xo sao. Về mọi người kiểm tra cái chập giật này nha. Thì cái con này là G550 55cc nha mọi người. Nó làm cái dài 7 tấc, làm cái dài 6 tấc rưỡi 7 tấc gì mọi người, cộng xích thì cực kỳ dài rồi. Làm Latin nha. Latin thì vẫn còn dùng được nha mọi người, chứ không phải là đến nỗi đâu. Cái điều Latin thì nó cũng mòn nhiều rồi nhưng mà nó vẫn còn dùng ok nha. Đó, nói chung cái bộ làm xích này vẫn đáng giá trị. Máy chưa vệ sinh nhưng mặt tiền còn khá là đẹp. Cái con hôm bữa là em bán cái đầu không ấy là nó 2,5 triệu rồi. À, em quay máy. Rửa. À, G550 này. Đó, G550. À, ốp lam. Mọi người, nói chung là tổng thể cho mọi người xem. À, rồi nó cái này chập giật đồ đầy đủ nha mọi người ha, chập giật đồ đầy đủ. À, tại nó tuột con chó thôi. À, thì em có đây vào thêm một cái đầu G461 nha mọi người. G461 thì cái G461 này ấy thì cái chụp giật đồ á thì mọi người có thể thay qua bên chụp giật, rồi cái tay chắn này nè, mọi người có thể thay qua bên này. Cái con này thì nó bị xước bê tông rồi. Bê tông bị xước rồi. G461. Cái ốp này là gắn ba ốp này là cũng được nha. Nói chung con này để làm phụ tùng đi. Con này có thể thấy lấy lóc này, ốp này, tay cầm các kiểu này. Nói chung là rất là đáng để làm phụ tùng cho cái con này. Con này thì cái e gió nó này, cái e gió nó mất. Cái e gió nó mất, cái máy nhặt nó chế cái cây sắt nó kéo. Thì mọi người về lấy cái e gió con này lắp qua. Ha. Bê tông thì cực kỳ đẹp rồi đó nha. Được cái có con kia nó còn cái cục lửa nữa. Thì cái cặp này là giá nó là 2,9 triệu nha. Em để cái cặp này là 2,9 triệu nha, cả bán cả hai luôn nha mọi người. Rất là đáng để mua dùng. Ai thích mấy cái dòng Komatsu G thì đáng để mua dùng. Cái bô thì nó có nắp bô nha mọi người, nắp bô này. Má gọi cái quái gì mà hai cái điện thoại gọi liên tục.